Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: đừng làm trong ngày lễ, kẻo sẽ néo động trong dân. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bethania trong nhà ông Simon Tật Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm. Bà đã sức dầu thơm có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà. Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp tiện nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần ăn lễ bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa người: thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu. Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo. Và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng ta sẽ nộp ta. Các ông đều buồn sầu và lần lượt từng người thưa Ngài: thưa Thầy, có phải con không? Người đáp: là một trong 12, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Phêrô thưa người: dù tất cả vấp phạm vì thầy, nhưng con thì không. Chúa Giêsu bảo ông: thầy bảo thật con, hôm nay nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: không, dầu phải chết với thầy, con cũng sẽ không chối thầy. Và tất cả đều nói như vậy. Khi đến một vườn kia tên là Getsemani, người bảo các môn đệ: các con hãy ngồi lại đây trong khi thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: Linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức. Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất mà cầu xin: Nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và người nguyện rằng: Abba, lạy cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lăn lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối. Rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu và các ông không còn biết thưa người làm sao, lần thứ ba người trở lại và bảo: Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, thế là xong. Giờ đã đến, này con người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp thầy đã tới nơi. Người còn đang nói thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến, đi cùng với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: Hễ tôi hôn mặt ai thì đó chính là ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói: Chào thầy. Và nó hôn người, và chúng tra tay bắt người. Nhưng một người trong những kẻ xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thượng tế đứt một tay. Chúa Giê-xu nói với chúng rằng: Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bấy giờ môn đệ bỏ người mà trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần. Chúng điều Chúa Giê-xu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô thì theo người xa xa, đến tận nơi trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giê-xu để giết người, nhưng họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên, có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người mà rằng: Chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giê-xu rằng: Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông? Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng? Chúa Giê-xu đáp: Phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao? Ai nấy đều lên án người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng: Hãy đoán xem. Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi
thì nhìn ông mà nói: Ông cũng theo Giê-xu, người Na-za-rét. Nhưng ông chối phát mà rằng: Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: Ông này thuộc bọn đó. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phê-rô rằng: Đúng không thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: Tôi không biết người mà các ông nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai, và Phê-rô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã bảo ông: Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối ta ba lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa Giê-xu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp: Ông nói đúng. Và các thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng: Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong đám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi: Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không? Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng: Các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái? Nhưng chúng lại kêu lên: Đóng đinh nó đi. Phi-la-tô đáp lại: Người này đã làm gì nên tội? Song chúng càng la to hơn: Đóng đinh nó đi. Sau cùng Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điều người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng: Tâu vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điều người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Lofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điều người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách rút thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng: vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bấy giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và quấn vào đầu cây sậy đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Mời quỳ. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: Đúng, người này là con Thiên Chúa. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea. Và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa được nghe bài thương khó của Đức Giê-xu Ki-tô. Khởi đầu thánh lễ lá hôm nay, chúng ta cùng cầm cành lá trên tay và minh họa lại hình ảnh của những người Do Thái năm xưa cùng tung hô, hân hoan rước Chúa vào thành Jerusalem. Rồi trong suốt chiều dài của bài tin mừng hôm nay, bài thương khó hôm nay, chúng ta lại cảm nghiệm qua những cung bậc cảm xúc khi Chúa vào thành Jerusalem, khi Chúa cùng với các môn đệ ăn lễ vượt qua, rồi chính Ngài đi vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Bao nhiêu sự khốn khó, đau khổ và xao xuyến trong lòng, Chúa Giê-xu cảm nghiệm điều đó. Rồi chúng ta thấy những cảnh tượng, hình ảnh của người môn đệ phản bội Thầy, dùng cái hôn để nộp Thầy. Rồi chúng ta lại thấy quân lính bắt Chúa Giê-xu đem đi tra khảo và sỉ nhục Chúa, tra tấn Chúa. Trên con đường đó thì chúng ta lại thấy hình dáng của Phê-rô chối Chúa ba lần, của những con người
mới đó tung hô mà bây giờ lại lên tiếng la ó để kết án Chúa. Chúa đã chịu sỉ nhục, chịu tra tấn, chịu roi đòn và chịu đóng đinh trên thập giá. Và Chúa đã chút hơi thở vì nhân loại. Trong tuần này, chúng ta cùng cảm nghiệm tất cả những cái cung bậc cảm xúc đó, từ hân hoan, vui mừng cho đến phản bội, chối Chúa và kết án đóng đinh Chúa vào thập giá. Biết đâu mỗi người chúng ta lại có hình ảnh của mình ở trong đám đông kia, cũng đã đôi lúc lên án Chúa, cũng có những lúc chúng ta sỉ nhục, chế nhạo, cười chê, có những lúc chúng ta chối Chúa, có những lúc chúng ta phản bội, và kể cả có những lúc chúng ta đâu đó trong cuộc đời mình đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúng ta hãy cảm nghiệm tất cả những điều đó và ăn năn hối lỗi về tất cả những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Và trong tuần thánh này, chúng ta xin ơn Chúa cho chúng ta được cảm nghiệm được tình thương Chúa đã dành cho nhân loại qua chính cái chết của Ngài, để chúng ta sống xứng đáng ơn gọi làm con cái của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mượn một hình ảnh để chúng ta dễ tượng trưng cho tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, đó là hình ảnh của một con vật bị rơi xuống giếng. Chúng ta có thể đứng ở trên để kêu nó lên, chắc chắn nó không lên được. Chúng ta có thể quăng sợi dây xuống để lôi nó lên. Thế nhưng cũng có những người không quăng sợi dây mà cũng không kêu, mà trực tiếp leo xuống tận đáy giếng để mà đưa cái con vật đó lên. Đó là tình thương, đó là sự hy sinh, đã xuống tới tận cùng để mà nâng đỡ. Và hình ảnh đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi chính Chúa Giêsu, nơi con người đã tự khiêm tự hạ và tự hủy mình ra nhưng không, để xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người, chút tất cả những vinh quang của Thiên Chúa để mặc lấy thân phận tội lỗi của con người, để nâng con người chúng ta lên địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Đó là tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cảm nghiệm tình thương đó trong cuộc đời của mình, những ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta, để rồi chúng ta hãy tự nhủ với bản thân mình: tôi sẽ sống như thế nào với tình thương mà Chúa đã dành cho tôi. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng cùng.